quý vị đang xem chương trình Showbiz 101 trên kênh VTV cùng với Quỳnh Chi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin tổng hợp nóng hổi nhất. Đặc biệt có một phần trò chuyện cùng với tân quán quân Việt Nam Idol năm nay, đó là ca sĩ Trọng Hiếu. Quý vị cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chúng ta, đó là Showbiz 114. Và nhắc tới con số này thì chúng ta thường liên tưởng ngay đến những điều nóng hổi, thời sự và cập nhật, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin sự kiện Showbiz ngày hôm nay. Chiều ngày 5 tháng 8, nam ca sĩ Nhu Phước Thịnh đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim ca nhạc ngắn đầu tay Chuyện tình Maldives, Love in Maldives tại nhà hát thành phố. Bộ phim Chuyện tình Maldives, Love in Maldives xoay quanh mối tình chị em ngang trái giữa Thủy Tiên và Nhu Phước Thịnh. Với cảnh quay đẹp mắt, cả hai đã mang đến một sản phẩm ca nhạc mới và chất lượng, bên cạnh những thước phim ấn tượng cùng lối diễn xuất đầy cuốn hút của anh chàng Nhu Phước Thịnh. Với sản phẩm hấp dẫn này, chắc chắn giọng ca của Hold Me Tonight sẽ còn tạo ra rất nhiều bất ngờ trong thời gian tới. Khi nào chúng ta sẽ là của nhau? Trong tất cả các phiên bản của Next Top Model, phần makeover hay thay đổi diện mạo luôn được khán giả mong chờ đón xem nhiều nhất. Makeover đã trở thành đặc sản của các phiên bản của Next Top trên toàn thế giới, khi diện mạo cùng sự thay đổi của thí sinh luôn gây nhiều tò mò và tranh cãi từ những người đón xem chương trình. Sau những thành công của mùa trước, Việt Nam Next Top Model đã quay trở lại ấn tượng và thay đổi bất ngờ. Trong mùa này, sau khi chọn ra được top 14 vào ngôi nhà chung, các thí sinh đã được host Thanh Hằng đưa ngay đến salon tóc để chuẩn bị cho phần makeover. Điều này làm cho các thí sinh ngỡ ngàng vì dù họ đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng các thí sinh vẫn rất buồn và tiếc nuối rất nhiều khi phải từ bỏ mái tóc của mình. Chuyên mục thứ hai ngày hôm nay sẽ là Showbiz 108. Quỳnh Chi và quý vị hãy cùng chia sẻ quan điểm với nhau về những sự kiện và những nhân vật tiêu điểm của Showbiz. Và hãy cùng chờ xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện gì quý vị nha. Một trong những cái tên MC được yêu mến rộng rãi và chiếm được đông đảo tình cảm của khán giả cả nước không thể không nhắc tới, đó chính là nam nghệ sĩ MC Quyền Linh. Cái tên đã gắn liền cùng với chương trình Vượt Lên Chính Mình trong rất là nhiều năm vừa qua. Anh cũng đạt kỷ lục là người giành được rất là nhiều giải thưởng MC được yêu thích nhất trong năm, liên tục trong nhiều năm. Và có thể nói anh cũng là một người xây dựng thành công hình ảnh MC nhân ái. Vừa qua, một người bạn của anh đã chia sẻ một thông tin rất thú vị và làm nức lòng khán giả hâm mộ của mình. Đó chính là khi mà anh dẫn chương trình thì anh rất là thường hay chia sẻ là đối với những cái chương trình mà các gia đình không thể nào vượt qua được những thử thách của mình, thì anh sẽ nói là có những nhà hảo tâm gửi tặng cho anh chị số tiền là 3 triệu đồng, 5 triệu đồng vân vân. Thì sau này một người bạn đã chia sẻ những nhà hảo tâm đó không ai khác, đó chính là MC Quyền Linh. Gọi là một MC rất là giàu lòng nhân ái, đúng không thưa quý vị? Và quý vị biết không, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là có rất là nhiều nghệ sĩ tinh linh. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật của mình, họ đã có những đóng góp rất là to lớn cho công việc thiện nguyện. Ví dụ như kể đến đầu tiên có thể là danh hài Hoài Linh. Là một nghệ sĩ lớn, có rất là nhiều sự tôn trọng từ phía các nghệ sĩ khác cũng như khán giả mọi lứa tuổi. Anh cũng là người hoạt động từ thiện rất chăm chỉ và đã từng có người chia sẻ dù đã bệnh nặng nhưng anh vẫn nhận lời tham gia những chương trình từ thiện. Hay một ca sĩ rất là nổi tiếng ở Hà Nội với giọng ca tuyệt vời, đó là ca sĩ Mỹ Linh. Cô cũng là người đã dùng sức ảnh hưởng to lớn của mình để có những hoạt động từ thiện giúp đỡ cho những hoàn cảnh xung quanh mình. Một cái tên khác, một nữ ca sĩ khác cũng tên Linh thưa quý vị, đó chính là nữ ca sĩ Thái Thùy Linh. Cô là người khởi xướng chương trình Mặc Ấm, góp phần mang đến rất nhiều chiếc áo ấm cho các trẻ em vùng cao. Và với cô thì làm từ thiện phải làm từ trong tâm, có sự nhiệt tình và không được đề cao thành tích. Quý vị có thể thấy là bên cạnh những mặt trái của showbiz, với những cuộc sống xa hoa và những scandal bủa vây mỗi ngày, thì cũng có rất là nhiều nghệ sĩ họ đã âm thầm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh đó còn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để có những đóng góp to lớn cho xã hội. Và nếu nghệ sĩ nào cũng có những suy nghĩ như vậy thì thật là tốt, đúng không thưa quý vị? Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ gây sốc với khán giả của anh, đó là về việc anh bị hãm hại bởi bùa ngải, bên cạnh đó còn có cả hình ảnh bằng chứng. Trước đó không lâu thì một người mẫu rất thân thiết với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, đó là người mẫu Lê Thúy, cũng đăng tải trên status của mình việc cô là nạn nhân của việc hãm hại nhau bằng bùa ngải. Cô nói rằng thật sự không thể tin được bùa ngải có thật trong đời sống. Trước giờ cô chỉ nghĩ là bùa ngải có ở trên phim mà thôi và thật sự không ai nói được chữ ngờ. Kèm theo đó, cô cũng đăng tải bằng chứng hình ảnh, đó là những ký tự khó hiểu, những vệt dài màu đỏ trên cổ của cô. Và điều này thật sự gây hoang mang cho những người trong và ngoài giới showbiz Việt. Liệu thực sự có chuyện người ta có thể hãm hại nhau bằng bùa ngải hay không? Hãy cùng nghe những ý kiến của những nghệ sĩ khác quý vị nhé. Như MC Phan anh nói: cái gì không biết chắc chắn, rõ ràng thì không nên kết luận. Nếu bị người khác dùng bùa hại, tôi cũng không nói.
hay ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ, ai tin vào những câu chuyện buồn ngãi là rất mê tín và phản khoa học. Nhạc sĩ Lương Bằng Quang thì lại nói rằng, tôi khuyên bạn nên tin vào logic của cuộc sống. Về câu chuyện này với Quỳnh Chi thì thật sự là Quỳnh Chi chưa có kinh nghiệm và cũng chưa từng trải qua nên cũng không biết nói như thế nào. Nhưng Quỳnh Chi tin rằng tất cả chúng ta đều tin vào luật nhân quả và với những ai với những sự nỗ lực hết mình trong lao động thì sẽ giành được những phần thưởng xứng đáng. Thông tin tiếp theo ngày hôm nay sẽ là một chàng ca sĩ trẻ, có thể nói là một hiện tượng trong thời gian vừa qua của làng nhạc Việt, đó là Sơn Tùng MTP. Vào ngày 4 tháng 8 vừa qua thì anh cùng với ekip của mình gần 60 người đã cho ra mắt ca khúc mới Âm Thầm Bên Em, theo hình thức lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam, đó là một buổi ra mắt bài hát truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của mình. Tùng là một người đặc biệt, là Tùng có một cái khả năng truyền cái cảm hứng đến ekip làm việc, nên là anh em lúc nào cũng bị giống như là bị thôi miên trong đầu á. Tất cả cảm hứng từ cái buổi ngày hôm nay là nó từ Sơn Tùng mà ra. Thực ra em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và em mong rằng đây sẽ là một cái tín hiệu tốt mà mọi người sẽ thích. Bây giờ sẽ là chuyên mục Showbiz 102, những thông tin, tin tức có 102 và chỉ có trên Showbiz 101 mà thôi. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Quỳnh Chi sẽ mời quý vị chúng ta cùng đột nhập hậu trường của đêm chung kết cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015. Ha ha ha, ta là Thánh Cờ Bắc. Thu Minh nhìn ở các em, Thu Minh thấy được cái niềm đam mê và cái sự năng lượng rất là dồi dào và tươi mới của một Thu Minh ngày nào đó mà Thu Minh đã từng trải qua. Mình cảm thấy hãnh diện bởi vì đó chính là những cái tài năng thực sự và những cái tài năng mà mình ngồi làm giám khảo và mình hoặc là mình làm huấn luyện viên và mình đã chọn lựa họ đem những cái mầm non và những cái tài năng mới ra thị trường âm nhạc Việt Nam, trong đó có một phần công sức của mình, đó là điều tôi cảm thấy rất hãnh diện. Đối với Linh thì Việt Nam Idol luôn luôn là một ngôi nhà rất là ấm áp. Mà mỗi khi Linh quay trở về thì Linh cảm thấy thân thương, có nhiều cảm giác quen thuộc và Linh cảm thấy mình có thể là tự nhiên, giống như Uyên Linh của 5 năm ngày trước, rất là hồn nhiên, rất là tự do và không có một mùa nào mà Linh bỏ sót, không có một mùa nào mà Linh không theo dõi. Bởi vì đối với Linh đây là một cái chương trình mà từ đó Linh đi ra và đã có được rất nhiều thứ trong cuộc sống. Thanh nghĩ trong chương trình này, vì Thanh đã từng là thí sinh, Thanh có thể đồng cảm với các em, Thanh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, những cái suy nghĩ của mình. Cảm ơn nhiều lắm. Trọng Hiếu muốn cảm ơn rất rất nhiều. Đầu tiên là bố mẹ. Thì
Thanh nói năm nay Thanh rất rất tự hào. Và Thanh nói không phải cho Thanh, không phải cho tất cả giám khảo nằm ở trong ban giám khảo năm nay. Để tìm được Bích Ngọc và Trọng Hiếu là hai em rất xứng đáng. Hai em đầy năng lượng, tiềm năng. Và anh mong, Thanh mong một ngày nào đó hai em sẽ thành những tài năng cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Thanh chúc hai em thắng hay thua, trong lòng của anh, hai em đã thắng rồi. Chúc mừng hai em. Con đường của anh Hiếu là đi là một cái màu khác, còn em hoàn toàn là một màu khác. Cô, chúc mừng với con nha. Chúng ta được tự do, Vâng, với những thước phim hậu trường vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng với ca sĩ Trọng Hiếu. Và ngay sau đêm đăng quang của Trọng Hiếu thì chúng tôi đã có mặt ở nhà cậu ấy và bắt cóc cậu ấy ngay. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục cuối cùng ngày hôm nay, đó là Showbiz 101, và cùng gặp gỡ với chàng ca sĩ Trọng Hiếu nhé. Nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ là người công bố kết quả cuối cùng. Xin mời anh. Trọng Hiếu xin được chúc mừng Trọng Hiếu trở thành quán quân của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Ôi trời, nặng quá vậy ta. Chưa bao giờ có con thỏ gọi mình dậy như này cả. Không phải một con mà bốn con. Bây giờ mọi người ở ngoài tập nhảy để gọi Hiếu dậy á. Nhưng bây giờ chắc là để cho Hiếu phải đi vào rửa mặt rồi đánh răng này kia chứ ha. Cho lát nữa sẽ ra và trò chuyện cùng với chúng ta nha quý vị nhé. Tối hôm qua bạn vừa nhận được nói là cái chiến thắng sau mấy tháng nhỉ? Tất cả là mấy tháng? Khoảng 4 tháng. 4 tháng? Yeah. Nhưng mà trước đó là bạn cũng đã trải qua cái thời gian sơ tuyển chi nhớ còn lâu hơn nữa. Một cái quãng đường rất là dài, rất là nhiều. Và cuối cùng là ngày hôm qua là bạn đã chạm đến cái đích mà cao nhất. Và sau đó thì tối hôm qua đã như thế nào khi mà về đến nhà? Tối hôm qua mình chưa biết là đây là thật sự. Mình cũng chưa biết là đây là mình đang làm quán quân Việt Nam Idol. Không tin được đúng không? Không tin được thì kiểu như là trong ước mơ thật sự ấy. Mình mới nghĩ là ok, bây giờ mình đang là biểu diễn xong rồi, bây giờ mình đi chơi với cả nhà hay là mình party a little bit. Nhưng mà mình không tưởng tượng được là bây giờ cái show over và mình làm quán quân rồi. Yeah, rất là cũng là bất ngờ và kiểu không tưởng tượng được. Chương trình rất là vui bởi vì ngay sáng nay thì lại có mặt ở đây để có thể đánh thức Trọng Hiếu sau một cái đêm mà chị nghĩ là sẽ là một cái đêm mà Trọng Hiếu sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình, đúng không nào? Yeah, cũng là một buổi sáng không bao giờ sẽ quên được, tại vì là thường là được ngủ đá nhá, nó ra là có bốn con thỏ. Biết là Hiếu rất là mệt nhưng mà tại vì muốn cái một cái gì đó nó vui vui á, nên là nhưng mà Hiếu rất là
là dễ thương quý vị. Tức là mặc dù là tối qua mệt lắm, rồi sáng nay ngủ không có đủ, nhưng mà bây giờ cũng rất là tươi, quý vị thấy không? Bây giờ thì chúc mừng một lần nữa, chị xin được thay mặt cho khán giả của chương trình Showbiz 101 sẽ chúc mừng cho Hiếu và mọi người đều nhìn thấy được cái sự nỗ lực của Hiếu trong suốt thời gian thi. Nếu bây giờ chị hỏi Hiếu là Hiếu đã có những cái dự định gì để cho cái sự bắt đầu đó của mình á, thì Hiếu có thể trả lời như thế nào? Dạ thì chào Hiếu, muốn làm single, muốn làm album tiếng Việt và quay MV và phỏng vấn với chị rất đẹp. Một MV, một MV và một cái album hát nhạc Việt. Hiếu đã tự tin về việc hát tiếng Việt chưa? Cũng ok, cũng kiểu chẳng hiểu nghĩ là mình phải tập nhiều. Khi mà Hiếu tham gia cuộc thi Việt Nam Idol á, thì Hiếu gần như là cắt mọi cái liên lạc với những cái người xung quanh luôn. Chỉ có ở trong nhà chung tập hát, tập thi thôi, không có lên Facebook luôn đúng không? Cũng mọi người lên, được lên không? Lên rất ít, mình có mấy con máy như là máy chung, ba máy cho cả 10 thí sinh. Trong cái thời gian mà Hiếu thi á, thì trên mạng xã hội có rất là nhiều cái trào lưu nó nở rộ và được rất là nhiều bạn trẻ làm theo. Thì bây giờ ngày hôm nay chị sẽ thử thách là Hiếu có làm được hay không. Thí dụ thử thách đầu tiên sẽ là thử thách tay chạm rốn. Hiếu biết cái đó tay không? Tay chạm rốn á? Tức là bọc cái tay ra đằng sau, làm sao mà cái tay bóc vào được đằng trước xong chạm vô rốn. Chứ không có thị phạm được tại vì chị không làm được. Ok. nhưng mà nếu là Hiếu làm được không? Ok, đúng rồi, cái kiểu đó. Nhưng mà như thế nào để đúng rồi, để chạm được đến rốn của Hiếu á? Ôi, khó thế hả chị? Đấy, cố lên. Được rồi, chính xác. Ôi, vậy là chứng tỏ là body rất là chuẩn phải không? Phần trên rất là vạm vỡ nhưng mà phần dưới thì rất là săn chắc. Ok, cái thử thách đầu tiên, good. Thử thách đầu tiên là ok. Hiếu đã vượt qua rồi, phải kiếm cái gì đó khó hơn mới được. Đầu tiên thì bây giờ Hiếu nhắm mắt lại nha. Ok. Hiếu nhắm mắt lại. Trong bốn cái tấm hình này thì chị sẽ hỏi là Hiếu sẽ thích cái vẻ đẹp của cô gái nào nhất. Rồi. 3, 2, 1. 3, 2. Không có em nào luôn. 1, 3, 2, 1. Rồi, ok. Không có em nào nữa sao? Mặt phấn sân cái gì ạ? Phấn sân nhiều quá. Thì quá mình không. Tại sao trong lúc rối bời như vậy là lựa chọn nét đẹp của cô gái này? Cô gái này có điều gì thu hút Hiếu? Cô gái này trong bốn cô thì là cô này là nó là trông dễ thương nhất. Dễ thương nhất ở điểm gì? Điểm cái mồm thôi. Như là con môi hơi nũng nịu. Điểm gì nữa? Thế kiểu như là ngây thơ chứ. Nếu mà gặp cô gái này ngoài đời mà cô gái này lại nói là cô gái này rất là thích Hiếu, thì Hiếu có thích cô gái này không? Cũng thích hả? Thế nên nếu cô gái này đời hôn Hiếu thì Hiếu có cho không? Hôn ở đâu? Hôn ở má. Quá dễ. Bởi vì tại sao chị hỏi như vậy? Tại vì thực ra đây không phải là một cô gái. Oh my god. Đây không phải là một cô gái, quý vị nhận cái không? Chắc là những bạn trẻ mà theo dõi Showbiz 101 của chúng ta sẽ nhận ra đây là gương mặt của trưởng nhóm TPNBG, BB Trần. Khi mà chị thấy những cái hình này á, thì chị đang tưởng tượng là nếu mà Hiếu mà có một cái chút son phấn hay là giả nữ thì sẽ như thế nào ta? Mặt này thế nào á? Thì chắc chồng Hiếu thích khi tự nhiên. Khi tự nhiên là đàn bà và khi đó. Không, nếu mà em mà cải trang thành nữ thì em nghĩ có đẹp không? Có sexy không? No. Có bao giờ nghĩ là mình sẽ làm một lần không? Thằng Hiếu sợ cái chuyện đấy lắm. Không diễn được. Chồng Hiếu cũng đội tóc giả đàn bà rồi. Nhìn nào? Lúc mà mình quay MV rồi. MV với top 4. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, tell me what you want. Sao mà thử thách nào Hiếu cũng vượt qua một cách dễ dàng vậy ta? Phải kiếm một cái gì đó nó khó hơn nữa thử thách bạn này mới được. Bạn này khả năng ứng biến quá cao. Ok, mình còn một cái đoạn clip nữa cũng trong thời gian vừa qua cũng rất là được lan truyền rộng rãi, đặc biệt là các bạn nam. Đó là clip. Bây giờ em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Để cho đẹp trai, tóc tai đẹp, vướt keo các thứ.
Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Làm khó Hiếu là chị bỏ tay tại vì khả năng ứng biến quá cao. Bây giờ chỉ là làm thêm một cái clip nữa để tặng cho quý vị khán giả thôi. Và bây giờ chị sẽ mời quý vị khán giả của Showbiz 101 sẽ tiếp tục với phần thử thách dành cho ca sĩ Trọng Hiếu. Và sẽ là phần thử thách câu hỏi nhanh. Và với câu hỏi nhanh tức là Hiếu phải trả lời nhanh. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn ready. Sàng nha. Câu hỏi số 1. Nếu được loại bỏ một thói quen xấu nhất trong tính cách, Hiếu chọn bỏ cái nào đầu tiên? Chạy ke. Chạy ke. Chạy ke. Ok, khi ra đường món đồ nào Hiếu không thể không mang theo? Thịt nướng. Thịt nướng. Món gì á? Không, cái món đồ nào mà em hay mang theo mà em không thể nào để ở nhà được. Cái món nào? Món đồ, không phải là món ăn. Món đồ mà em phải mang theo hoài luôn. Lúc nào cũng mang theo mình hết. Máy điện thoại. Làm nhau. Sao để bỏ một con voi vô tủ lạnh? Nhét vào. Nhét vào kiểu gì? Ấn vào. Ấn vào kiểu gì? Này, này. Em phải mở cái cửa ra thì em mới bỏ được vô chứ. Thế mà mình mở ra xong bỏ vô cái phương con này rồi. Một từ để diễn đã tả về Beyonce. Một từ sexy. Ok, nếu người nhện và người dơi đánh nhau, Hiếu nghĩ ai sẽ thắng? Ai cái gì? Nếu người dơi và người nhện đánh nhau, Patty. Người dơi và người nhện á? Đánh nhau, Hiếu nghĩ ai sẽ thắng? Nhện. Vì sao? Spider-Man, right? Yeah. Yeah, like Spider-Man. Tại sao nhện sẽ thắng? Spider-Man cool, khỏe và... Dơi không cool. Batman, right? cũng cool nhưng mà thì Spider-Man và Batman đánh nhau thì ai sẽ thắng? Thì Spider-Man, flexible more, yeah. flexible. Yeah. Là có nghĩa là sẽ làm được nhiều cái hơn là người. Yeah, kiểu nhảy nhanh hơn, nhảy tung. Cái gì thì sẽ tung lưới lên xong kiểu mất tiêu. Yeah. Okay. Rất là cảm ơn Hiếu bởi vì trong một buổi sáng mà chị biết là rất là bận cái này cũng đã dành thời gian cho Showbiz 101 và đã làm hoàn thành xuất sắc tất cả những thử thách mà chương trình đưa ra. Rất là mong sớm có dịp gặp lại Hiếu trong chương trình này nhé. Yeah, cảm ơn chị. Ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thêm một ca khúc nữa của Trọng Hiếu nha quý vị nhé. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? For you were not alone. I am here with you. Though you're far away, and I am here to stay. For you were not alone. I am here with you. Though you're far apart, you're always in my heart. You were not alone, but I am here with you. I am here with you. You're all
Phần gặp gỡ rất là thú vị vừa rồi cùng với ca sĩ Trọng Hiếu đã khép lại chương trình đầu tiên của Showbiz 101 ngày hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ còn rất là nhiều thông tin nóng hổi khác sẽ được Quỳnh Chi tiếp tục cập nhật trong những số tiếp theo của Showbiz 101. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.